Thưa quý vị, ngay sau khi Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021, thì trong tuần qua, Đảng ủy Quân sự các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức hội nghị Đảng ủy đánh giá kết quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và bàn nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ở cấp mình. 6 tháng qua, các địa phương đơn vị đã triển khai tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nổi bật là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đều đạt 100% chỉ tiêu, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống COVID-19, tổ chức đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, đảm bảo an toàn, giữ vững ổn định chính trị địa bàn, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, nhất là thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 6 tháng cuối năm 2021 thì một số nội dung trọng tâm duy nhất là triển khai tiếp tục trực sẵn sàng chiến đấu cũng như là đảm bảo công tác phòng chống dịch trong điều kiện tốt nhất. Thứ hai là tổ chức cái công tác huấn luyện cho cái 11 xã. Vấn đề thứ ba là đối với Hòa Vang nó khác địa phương khác, đó là liên quan đến công tác phòng chống cháy rừng cũng như là thiên tai lụt bão. Thì đối việc này thì của Hòa Vang đặt lên hàng đầu. 6 tháng cuối năm 2021, các quận huyện đều xác định quyết tâm khắc phục các hạn chế yếu kém, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Trước mắt là đảm bảo cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố thành công tốt đẹp, song song với thực hiện nghiêm công tác phòng chống COVID-19 trong tình hình mới. Về phía các đơn vị lực lượng vũ trang, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm có những đặc thù riêng, trọng tâm là công tác sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm huấn luyện đạt chất lượng. Trước mắt là tập trung lãnh đạo công tác động viên, huấn luyện lực lượng dự bị động viên tham gia bắn chiến đấu trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Thứ hai là soát xét các chỉ tiêu nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021, những chỉ tiêu mà khó khăn thì Đảng ủy tập trung để lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu trong năm. Ngay sau các hội nghị Đảng ủy trong tuần tới, các đơn vị địa phương sẽ tổ chức hội nghị quân chính nhằm triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự cụ thể cho từng ngành và từng phường xã.